Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với Sài Gòn Don. Hôm nay Hưng và Thi sẽ giới thiệu chia sẻ đến quý vị và các bạn dòng sản phẩm của MDF, Laminate và Melamine. Thì ở đây mình có thể thấy đó là bằng trực quan đó nha. Thì các bạn có thể thấy đây là dòng sản phẩm cửa gỗ mà để phân ngang, và tiếp theo đây là chậu. Đó, các bạn có thể là tùy thích theo sở thích của mình mà mình sử dụng cho nó rộng ở cái không gian của mình hơn, hoặc là nó cao, chiều cao không gian mình hơn. Đó, thì đây giới thiệu về cái cửa của mình nè. Cửa gỗ MDF Melamine này thì các bạn có thể thấy là cái vân của nó là như vân gỗ thật vậy đó, như vân gỗ tự nhiên, do là nó được phủ một tấm lớp veneer của An Cường đó. Bên trong thì nó sẽ được xử lý chống mối mọt, chống không vên rồi nè, nên là mấy bạn cứ yên tâm sử dụng cho các cửa phòng ngủ nè, hoặc cửa chính, hoặc là cửa thông phòng đó. Bề mặt các bạn có thể thấy là cửa bao gồm là cánh khung bao và nẹp chỉ hai mặt, khóa và bản lề. Cửa sẽ được chạy thêm những đường chỉ như thế này, tức là chỉ inox. Thì cái này tùy thuộc vào sở thích của các bạn thôi. Các bạn có thể thấy là mình muốn nhấn nhá thêm cái gì đó cho một cửa mình á, không có chương phẳng, không bị thiếu đường nét á. Đó thì mọi người thấy trên nhấn thêm một vài đường như thế này đó. Còn thì như là cái này mình có thể thay đổi là chỉ nhôm. Dạ đúng rồi, mình có thể đổi thay đổi là chỉ nhôm, chỉ inox, hoặc là màu bạc, màu đồng nè, rồi chỉ sơn nè, nó tùy vào sở thích của mọi người thôi. Rồi cái cửa này thì các bạn thấy là cái khóa của nó thì các bạn có thể thay đổi theo như khóa vân tay nè, khóa tường nè, khóa tròn đó, thì có thể gắn hết tất cả mọi đều lên cái cửa này được. Thì bên cạnh đó cũng như Thi đã chia sẻ rồi, thì Hưng cũng chia sẻ thêm về kỹ thuật. Đối với bộ cửa này thì việc kết cấu của cái cánh thì sẽ bao gồm mặt trước và mặt sau lớp MDF melamine đó. Thì miếng MDF melamine này nhập khẩu đó, và về mình làm nên một bộ cửa bao gồm trong đó có khung xương bằng gỗ cứng và lớp honeycomb để dùng để mình trộn vào chống va đập nè, cách âm nè, và nó cứng cáp bộ cửa hơn. Bên cạnh đó thì mình sẽ thấy đó là cái khung bao thì cũng làm bằng gỗ tự nhiên. Dạ đúng rồi ạ. Đó. Nó sẽ được bên ngoài thì sẽ có cái lớp MDF melamine trùng với cánh. Dạ đúng rồi. Rồi phần nẹp cũng vậy. Cũng màu sẽ trùng với nhau. Và được thiết kế với bốn bản lề inox. Bốn bản lề inox đây có tác dụng gì là chịu lực cánh cửa được. Rồi cái thứ hai thì mình mở cánh cửa rất là nhẹ nhàng, và chống bản lề inox này là chống hay bị được nha. Em nói thêm nữa là cái dòng cửa nè, các bạn thấy là cái khung bao của nó có một cái đường, cái đường dọc khung cái ròn cao su á mọi người, khiến cho cái cánh cửa của mình nó êm ái hơn khi mà đóng mở lại á. Đó thì sản phẩm này thì cũng như Thi chia sẻ là mình sẽ được bên Sài Gòn Don cũng đã tìm hiểu đối với thị trường thị hiếu ở bên Việt Nam. Thì sản xuất sẽ cho ra thêm cái ron dẫn chấn. Dạ đúng rồi. Cái ron dẫn chấn này có tác dụng gì? Thì giảm được cái việc va đập khi mình đóng cánh cửa vào. Dạ, đúng rồi. Sẽ không nghe âm thanh lớn việc va đập nữa. Dạ. Và cái thứ hai đó là việc thoát khí, ngăn khí giữa trong trong phòng và bên ngoài phòng. Ví dụ như bên ngoài nó đang rất là nóng mà không khí trong phòng đang mát mẻ, không khí sẽ không vào được. Và bên trong phòng sử dụng máy lạnh thì cái hơi máy lạnh cũng sẽ không ra ngoài. Đó. Đó. Còn về cái phần khung á, thì các bạn có thể thấy là khung bên mình là có thể bo được tất cả cái này, tường từ 100 tới 140, có thể tường lên 200, thì bên mình đều làm khung cho hệ khung tường lớn nhất có thể. Đó là một cái rất là hay nha. Tại dạ. vì là cái tường, có những tường rất là to, ví dụ như cửa chính á, thì tường khoảng 200, đúng rồi. Thì mình vẫn làm được full cái ô tường đó. Đúng rồi, ốp chọn bộ cái tường lại để đẹp hoàn thành. Cái thước cái xây dựng ở bên Sài Gòn Don kiến nghị đến quý vị là 900 x 2m2, đó sẽ đưa bộ cửa mình vào phong thủy đẹp nhất và tốt nhất. Chuẩn. Đó. Dạ. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng thực tế tại kích thước tại thực tế của mình. Ví dụ như nhỏ hơn hoặc là lớn hơn tùy theo ô tường. Và Sài Gòn Don có một cái đặc biệt đó là sẽ cử nhân viên kỹ thuật đi xuống đo trực tiếp và lấy chính xác cái ô tường của mình, để sau này khi lắp đặt cái bộ cửa vào sẽ thuận tiện mà không bị hở, không bị bên này, không bị bên kia.
lắp cửa này thì sẽ lắp theo phong cách hiện đại mà bắn vít chứ không phải là chôn hồ như hồi xưa nữa. Chôn hồ thì khá là bất tiện đúng không? Và dễ bị chày cửa nữa. Dễ bị chày cái khung này, cửa này nè. Dạ đúng rồi ạ. Thì khi mà ví dụ nhỡ mà có sai sót gì giống như hồi xưa thì mình phải tháo cái tường ra, thì cái tường phải tráng trích lại nhỡ như mình không lắp được hết rồi thì nó rất là khó khăn. Còn hiện tại với đội ngũ Sài Gòn Đo thì lắp rất là nhanh chóng. Đúng rồi. Cái vận chuyển bộ cửa này thì đúng, khá là thuận tiện nha. Đúng rồi, cũng nhẹ nhàng, nó cũng không có nặng nề gì đâu mọi người. Dễ dàng lắp đặt và vận chuyển cho tất cả các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn muốn lắp ở tỉnh thì bên mình vẫn lắp ở tỉnh với các bạn nha. Cái bộ cửa này, tại sao người ta lại bên Sài Gòn Đo lại tạo nên một cái bộ cửa gỗ công nghiệp để cho mình sử dụng như vậy? Thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thứ đúng hai rồi là thân thiện môi trường. Đúng bởi vì đối với chi phí đối với gỗ tự nhiên thì chi phí đối với một cái cửa gỗ công nghiệp nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cái nữa thì mình vẫn lấy được đó là những cái mân thực tế đối với cái sản phẩm tự nhiên. Các bạn có thể thấy ở đây là mân nghe và bên này cũng có thể là mân giọng, và giống như Thiều nãy có chia sẻ đó là mình có thể chạy đường chỉ khác, nè đường chỉ nhôm đó. Dòng chỉ này thì có thể là cách tăng được cái việc là tạo nếp dọc, nếp ngang đó. Màu sắc thì các bạn có thể chọn trong cái dạng tùy ý phong phú. Mẫu mã thì các bạn có thể chọn trên trang web hoặc là trên catalog hoặc là đến trực tiếp tại các showroom để bạn thi hoặc là các bạn nhân khác có thể tư vấn. Hôm nay thì Hưng và Thi thì cũng chia sẻ đến quý vị các bạn dòng sản phẩm em bé melamin cũng như song song đó là laminate. Thì các bạn tìm hiểu trên trang web cũng như tìm hiểu tại các showroom. Hãy liên hệ để nhận được các báo giá mà ưu đãi mà sớm nhất. Cảm ơn Hưng Thi, cũng cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại sau nhé. Close doors, I'm a fool for your love.